Vâng, anh em kỹ thuật viên Hoàng Kiên lại chào các bạn. Nay mình muốn giới thiệu thêm cho các bạn về cái ổ cắm Xiaomi này. Như hôm qua thì bên mình có đăng một cái video về cái ổ cắm này, thì hàng hôm qua nhập về thì bên mình đã xuất hết đi rồi. Đây là đợt lô hàng mới về, thì như các bạn biết thì cái ổ cắm thì thực tế thì bình thường các bạn đi mua ổ cắm thì nó không có gì lạ lẫm cả. Nhưng mà mình muốn giới thiệu thêm với các bạn về những cái ưu điểm của ổ cắm này, không chỉ đơn giản là nó chỉ là để dùng để cắm điện, mà khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này về điện mình còn phải quan tâm đến về vấn đề an toàn. Như các bạn biết thì các ổ điện thông thường như các bạn mua ở ngoài thị trường ấy, có thể nó giá nó rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà cái ổ cắm Xiaomi này ngoài cái việc thiết kế về độ bền cũng như là thẩm mỹ, tính thẩm mỹ cao, thì ngoài ra cái tính an toàn rất cao. Các bạn để ý không? Những cái ổ cắm bình thường này là điện 5V nên là các bạn sẽ không lo về chập cháy, bởi vì nó hay là bị giật vì nó điện chỉ 5V thôi. Còn những ổ cắm mà cắm phích điện này, các bạn thấy những ổ cắm thông thường ở nhà ấy, thì là nó cũng có cái phần che giác cắm này, nhưng mà khi các bạn chọc cây vào nó sẽ tự động nó tụt. Nhưng riêng cái ổ cắm này các bạn để ý không? Các bạn chọc thoải mái, nó không thể tụt được. Đây mình chọc vào những cái khe cắm này, các bạn nhìn đó. Đây mình chọc cái khe cắm vào, nó không thể tụt, mà trừ khi chúng ta cắm hai giác cùng lúc thì nó mới tụt được thôi. Đó, nó rất an toàn, ở nhà các bạn sử dụng nó rất an toàn đó. Mà đối với vấn đề về điện thì chúng ta quan tâm nhất nó an toàn đó, không thể tụt được, trừ khi chúng ta cắm đúng giác để vào hai giác cùng lúc thì nó mới tụt thôi đó. Bây giờ nó có 3 cái ổ này, các bạn vừa sạc iPhone, iPad hay Android đều được nhé. Thay vì chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua một bộ cáp sạc như thế này, một bộ cáp cùng củ cáp như thế này, thì chúng ta cũng bỏ mất 200.000. Thay vì chúng ta bỏ 200.000, chúng ta mua một cái ổ điện này vừa sạc được 3 thiết bị iPhone, iPad mà cũng đều được bảo hành đổi mới 1 năm, cộng thêm với lại sạc 3 thiết bị khác, thiết bị điện như máy tính, đèn, mà rất an toàn đó. Đó là mình nói thêm qua với các bạn về cái ưu điểm của cái ổ sạc này, của cái ổ điện này. Còn hôm nay mình có mở thêm một cái combo dành cho các bạn, là khi các bạn qua tham gia cái event này nhé, là các bạn mua cái ổ sạc cái ổ cắm Xiaomi này, các bạn được tặng thêm một cái cáp sạc, một gậy gậy chụp ảnh, một ốp và một dán lưng. Ốp các bạn có thể chọn cho cái ốp này từ 5 đến 7 con út tùy các bạn chọn. Bộ combo này trị giá 250.000. Các bạn tham gia thì các bạn like, share, comment. Like share các bạn nhé. Các bạn qua cửa hàng thì phải like share thì các bạn mới được mua combo này với giá 250.000. Và tất cả phụ kiện này đều được bảo hành đổi mới 1 năm. Đó, các bạn lưu ý như vậy. Và cảm ơn các bạn.